không thể sống khiêm tốn mà không chịu cảnh bị sỉ nhục. Chúng ta thấy điều ấy nổi bật qua cuộc đời vua David và Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Matta. David là con người vĩ đại vì ông đã thắng quân Philistine. David cũng được ca ngợi là có tâm hồn cao quý vì hai lần ông đã có thể giết vua Saul nhưng ông không làm điều ấy. Tuy nhiên, David cũng là một tội nhân tầm cỡ vì ông ngoại tình với bà Bathsheba là vợ quan thể tướng Uriah. Sau đó, David còn chủ mưu giết Uriah bằng cách lấy quyền làm vua mà đẩy ông ấy vào chiến tuyến nguy hiểm nhất. Sau tất cả những điều ấy, David được tôn kính như một vị thánh bởi vì ông đã ăn năn sám hối về tội lỗi của mình, bởi vì ông nhìn nhận tội lỗi của mình và cầu xin Thiên Chúa thứ tha. Ông thừa nhận, tôi là kẻ tội lỗi. Trong bài đọc hôm nay, người con của David là Absalom đã tạo cuộc cách mạng làm phản David. Dân chúng chạy theo Absalom. Trong hoàn cảnh ấy, David không nghĩ đến thể diện của mình. Ông không giao chiến. Ông nghĩ tới người dân, tới đền thờ, tới hòm bia giao ước. Vì thế, ông quyết định chạy trốn. Một cử chỉ có vẻ hèn nhát, nhưng kỳ thực là can đảm. Ông David khóc lóc ăn năn bước đi. David vĩ đại không chỉ bị hạ gục, nhưng còn bị sỉ nhục. Khi đang chạy trốn, một người đàn ông tên là Shimei ra sức sỉ nhục vua mà rằng, Chúa đã đổ trên đầu ngươi tất cả máu của nhà Saul, người mà ngươi tiếm vị. Thiên Chúa đã trao vương quốc vào tay Absalom, con ngươi. Này là tai họa hành hạ ngươi, vì ngươi là tên khát máu. Trước tình huống đó, cận vệ của David muốn giết kẻ đang ra sức sỉ nhục vua David. Nhưng David cho phép anh ta tiếp tục sỉ nhục mình. David đáp lại rằng, hãy để cho nó nguyền rủa ta theo lệnh Chúa. Biết đâu, Chúa sẽ nhìn thấy nỗi khổ tâm của ta, và biết đâu Ngài sẽ đổi lời chúc dữ thành lời chúc phúc cho ta. David trèo lên cây ô liu. Đây là hình ảnh tiên trưng cho việc Chúa Giêsu leo lên đồi Canvario để hiến dâng mạng sống, để chịu sự xúc phạm, để bị gạt bỏ. Trong bối cảnh này, cách hành xử của David là hình ảnh tiên trưng về sự khiêm tốn của Chúa Giêsu. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng khiêm tốn là ra đi trong lặng lẽ, có lẽ là đi cúi xuống và mắt nhìn xuống sàn nhà. Nhưng những con heo cũng làm như thế. Như thế không phải là khiêm tốn, bởi vì làm như thế là khiêm tốn giả tạo. Thật là tốt để chúng ta nghĩ về điều này. Chẳng có sự khiêm tốn chân thực nếu không chịu đựng bị sỉ nhục. Khiêm tốn chân thực thì cho đi tất cả và không ra sức bao biện này nọ. Nếu không thể chịu đựng bị sỉ nhục, thì có chăng bạn chỉ giả vờ khiêm tốn mà thôi. David trở thành thánh nhân vì biết sám hối tội lỗi của mình, và khi sám hối, ông sẵn sàng chịu đựng bị sỉ nhục. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Thánh, người mang lấy tội lỗi chúng ta, và khi ấy, người cũng phải chịu đựng bị sỉ nhục. Luôn có cám dỗ chống lại những gì vu khống chúng ta, chống lại những kẻ nhục mạ chúng ta, chống lại những gì làm cho chúng ta nhục nhã xấu hổ. Trong thực tế, David đã nói không với cám dỗ ấy, Chúa Giêsu đã nói không với cám dỗ ấy. Các ngài đón lấy con đường bị sỉ nhục. Từ chỗ bị sỉ nhục, David đã nhìn ra hy vọng mà rằng, có lẽ Chúa sẽ thấy nỗi khổ tâm của tôi mà chuyển lời chúc dữ thành chúc phúc. Không hề có sự khiêm tốn bằng cách cố gắng bao biện làm ra vẻ mình tốt. Nếu bạn không thể chịu đựng bị sỉ nhục, thì bạn không thể sống khiêm tốn. Đây là quy tắc vàng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta ơn khiêm tốn cùng với ơn chịu đựng bị sỉ nhục. Có người nữ tu nói, con sống khiêm tốn, vâng, nhưng chịu bị sỉ nhục à, không đời nào. Không, không, không thể có sự khiêm tốn nếu không biết chịu đựng bị sỉ nhục. Chúng ta hãy can đảm xin ơn chịu bị sỉ nhục. Chúng ta hãy can đảm theo gương Thánh Ignacio để xin ơn chịu đựng bị sỉ nhục cùng với Chúa Giêsu bị sỉ nhục, để ngày càng nên giống Chúa hơn.